Vâng, xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Thắng Hoàng. Hôm nay thì bên cửa hàng em trở về có rất là nhiều các cái loại cốt. Đấy, cốt hàng nhập khẩu, hàng Mỹ các bác nhá. Đây, và đây là trong video hôm nay thì các bác có thể là khám phá, tham khảo về cái dòng cốt QSC. Đấy, dòng cốt QSC. QSC là thương hiệu của Mỹ thì chắc chắn là cũng bác nào cũng biết rồi. Đó, phải nói là rất là đẹp luôn. Nhìn là ấn tượng luôn các bác nhá. Đó, về cái hình thức thiết kế bên ngoài thôi đã thấy ấn tượng rồi. Và bây giờ thì các bác có thể là tham khảo về bên trong. Đó, cái dòng cốt này á, cái dòng cốt này thì bên em cũng vừa mới về và đang bóc ra, có rất là nhiều. Đây, đang kiểm tra rất là nhiều các dạng cốt này, cốt Mỹ này, cốt cơ có này, cốt số có này. Đó, và đây là con cốt cơ của PVay này. Đấy. Các bác nhìn thấy linh kiện quá đẹp, quá xịn luôn. Đây là một con cốt cơ thôi nhá. Đấy, một con cốt cơ thì các bác nhìn thấy nó đã đẹp như thế này rồi. Bác nhìn có con cốt số này, qua trời nó xử lý, qua trời xử lý luôn. Đó. Quá đẹp luôn mọi người ạ. Đó, các bác nhìn thấy hàng xịn nó khác biệt hẳn luôn đúng không ạ? Nhìn nó quá đẹp luôn này. Trời ơi, đây là cái bò nguồn. Cái bò nguồn nuôi cho cả một cái khối lượng đây. Đó. Rất nhiều chít xịn. Đấy. Spartan này. Đẹp mê mẩn luôn các bác, nó toàn dùng chip nó xử lý thôi nhá. Các dòng này chỉ là dòng cao cấp. Thì cái giá ấy, thì để em sẽ báo giá sau cho các bác. Đấy, để em cân đối lại cái giá của các cái sản phẩm, tại vì nó về cũng hơi nhiều. Nó bao gồm rất là nhiều mẫu cốt này, có cả như là âm ly âm ly đây nữa các bác nhá. Âm ly 203 này. Và 506 này. Đây, bây giờ là các bác là thích chơi hoài cổ là cho nên là em cũng sẽ về rất là nhiều các cái mẫu âm ly. Đó các bác nhé, đẹp lắm. Đó, 203N này, núm béo này. Đó, cái dòng núm béo đắt tiền này. Đó. Giờ này là có nhiều bác là thích chơi nhẹ nhàng. Đó. Thích chơi nhẹ nhàng, em sưu tầm tất cả những cái dòng núm béo, 203N núm béo này, 506 này. Đấy, về để phục vụ cho mọi người này. Đó, dây này, cái này là đời 1997 này. Đời 97 này. Cái này đời mấy? 1983 này, 1993 này. Đó. Rất là nhiều các bác nhá, còn đang hiện tại đang còn bóc ra rất là nhiều. Đấy, mọi người có thể là đăng ký ủng hộ kênh cho Thắng Hoàng và để cập nhật tham khảo những video giới thiệu sản phẩm hàng ngày nha mọi người. Đó, và nếu như mà mọi người đang cần sử dụng những cái thiết bị như là âm ly nghe nhạc, hát karaoke nhẹ nhàng, cái dòng 203 đấy thì liên hệ với em. À, em sẽ cân đối, em báo giá cho mọi người luôn. Với cả những cái dòng cốt này. Đó, cái dòng cốt này. Các bác nhìn thấy rất là đẹp. Analog Device này. Đây là thương hiệu rất là nổi tiếng này. Đó, cái dòng chip. PVay. Rất đẹp các bác nhá. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của Thắng Hoàng. Chào các bác nhé.